Cho nên trên bước đường tu chúng ta nói, nếu không có trí tuệ thì không quyết đoán được cái này. Thế nói Hòa Thượng Trí Tịnh không đi chứng trai thì không phải đâu, nhưng mà rất giới hạn. Thế nên Hòa Thượng đi rất giới hạn chứ không phải. Thế nên phải lúc thì Hòa Thượng đi, nhưng mà không phải lúc là Hòa Thượng không tới. Tới mà làm cho người ta phát tâm thì tới, nhưng mà tới làm cho người ta tăng thượng mạng thì sao tới nhỉ? Thế nên khi họ cúng xong rồi nữa, họ nhìn họ nghĩ bây giờ nữa họ cúng nhiều tiền quá rồi, họ nghĩ họ tiếc của phải không? Thành ra họ cũng đọa mà ta cũng khổ. Thế nên của này làm sao nuốt cho vô được? Đây còn hơn là nuốt hoàng sắc nóng nữa vậy. Thế trên bước đường tu này. Cho nên nhờ có trí tuệ hành Bồ Tát đạo, tức là tạo nên được vô số công đức. Mà khi có đầy đủ công đức rồi nữa thì mới cứu nhân độ thế được đây. Phật Dược Sư đi theo con đường đó. Cho nên khi chúng ta muốn cầu Ngài, chúng ta cần phải có những cái điều mà Ngài đưa ra. Cho nên quý vị nhớ trong kinh nó, Ngài nói rất là rõ là phải, trước tiên là phải giữ bát phần trai giới trước, phải không? Cho nên muốn mở đàn dược sư là tất cả phải giữ 8 phần trai giới. Đương nhiên tăng ni thì cái này là giữ giới thanh tịnh rồi, không nói đâu. Tăng ni mà không thanh tịnh thì coi như là không được rồi. Tăng ni là phải thanh tịnh rồi, mà tất cả những người tham gia đàn dược sư là cũng phải giữ 8 phần trai giới thì mới cho tham gia, còn không có 8 phần trai giới thì không cho tham gia, tức là bát quan trai. Bát quan trai trong đó có một cái giới rất quan trọng, quý biết giới gì? Không ăn chiều, phải không? Đấy, cho nên khi mà mở đàn đó là nhất định không cho ăn rồi. Mấy vị sư thảo có cho ăn đúng không? Tất cả mọi người đó là phải giữ, phải giữ giới chứ đấy, thì mới có hiệu quả. Cho uống nước cho ông trai mà, cho uống nước trái cây được, cho uống sữa được, nhưng mà tuyệt đối không cho ăn, không cho ăn không. Tôi thấy có những cái đàn đó, mời mấy thầy tới tụng kinh, Phật tử tới tụng kinh rồi đó, nghĩ mình mở đàn là tụng kinh thì bây giờ nó cần phải tổ chức ăn uống nhiều hơn nữa. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Thôi ăn quá đi làm sao mà tu. Cho nên nó đòi hỏi thân tâm thanh tịnh, người cư sĩ phải giữ bát quan trai giới. Cho nên trong bát quan trai giới đó, các vị cư sĩ có những cái giới khác nữa đó, là không đeo tràng hoa, không ướp nước hoa, xoa hương hướng sắc vào mình. Cái ngày đó ngày mình tu, chỉ tắm rửa cho sạch sẽ thôi. Đây là cái điều quan trọng, phải tắm rửa sạch sẽ. Không có trang điểm theo cái kiểu thế gian nữa, mà để cho tâm chúng ta sạch, thân chúng ta sạch. Khi mà chúng ta vào giới đàn á, thì chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Chứ vào đây cầu nguyện mà không có được quyền nhớ tới một cái gì khác. Thế nên có những người lên trên đàn tụng kinh rồi nữa mà dục nhớ cái gì? Thế nên chuyện không đáng nhớ cũng nhớ nữa. À, mình có đôi dép mới mua phải không? Đôi dép mới mua ngoài chợ Nhà Bè đây, giờ vô đây để trước chùa mới có yên tâm không? Thế nên trong lúc mình ngồi mình tụng kinh dược sư mà ở trong lòng cứ nhớ tới đôi dép không? Nguy hiểm vô cùng. Tụng dược sư là phải thấy Đức Phật dược sư chứ. Tụng dược sư mà thấy đôi dép sao mà Phật là dép hả? Cho nên các Phật tử nhiều khi sai. Mình có những cái sai không đáng, mà cái kết quả nó đương nhiên tệ hại. Đây là trên cái bước đường tu. Ngược trở lại cái người mà tâm thanh tịnh cầu nguyện đó, thì trong lúc đó họ nhìn cái gì quá là Đức Phật hết đó, thì đây ta gọi là thanh tịnh và cầu nguyện có kết quả. Bây giờ nữa, quý vị nhìn cái hoa cũng thấy đó là Đức Phật, nhìn cái chén cũng thấy đó là Đức Phật. Tại cái quán tưởng chúng ta nó thuần rồi nữa thì chúng ta mới thấy cái này được.
Mà muốn như vậy nữa thì mỗi ngày chúng ta tập nhìn. Thế tôi có ngày tôi bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi nhìn tượng Phật. Thế tôi lựa một cái tượng Phật cho thật đẹp. Lúc bây giờ đó tôi luôn luôn để trước mặt mình, ở trên bàn làm việc của tôi, trong phòng nghỉ của tôi vẫn có cái tượng Phật. Để như vậy lúc nào tôi cũng nhìn này. Tôi nhìn cái này để tôi giữ cái tượng Phật trong lòng tôi, mà tôi không muốn cho cái trần nghiệp nó xâm hại. Nhưng bây giờ dục tôi nghĩ tới cái việc gì khác, tôi biết cái này là loạn đọa, cho nên lúc bây giờ tôi nhìn trở lại tượng Phật để tôi giữ lại, kéo cái tâm lại đây, kéo cái tâm lại cái tượng Phật và đưa cái tượng Phật vào tâm mình để ngự trị tâm. Cho nên lâm đàn dược sư chúng ta nhớ, tại sao ta bắt mình phải tạo nên 7 cái tượng Phật dược sư, mà 7 tượng cũng giống nhau hết thì một tượng đủ rồi, cần chỉ 7 tượng. Tại vì 7 tượng dược sư để 7 nơi, cho nên tất cả những cái nhóm này ngồi nhìn lên tượng này thì nhóm kia ta không có, ta ngồi ta nhìn lên chứ. Ta đã có một tượng để ngay trước mặt tôi thì tôi nhìn, còn quý vị tượng đâu mà nhìn. Mà không có tượng để nhìn thì quý vị nhìn tầm bậy rồi, phải không? Ta nên nhìn tầm bậy, nghĩ tầm bậy, miệng có tụng kinh đi nữa, phá pháp rồi. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên người ta để nhiều tượng để mình nhìn, người nhìn tượng này, người nhìn tượng kia, mà tất cả tượng đều giống nhau hết chứ không được là khác. Đây là trên bước đường tu của ta. Nếu làm như vậy đó thì tôi nghĩ là có kết quả. Phải giữ 8 phần trai giới, cái này là người mà tham gia trong đàn. Tại sao nữa? Nếu là những người giàu có đó thì mở kho bố thí cúng dường chúng tăng rồi mới lập đàn treo phan. Cái này chính, tức là chúng ta phải có một cái tâm thương xót chúng sanh trước. Tại cái tâm này nó đồng với tâm của Phật Dược Sư. Ta có cái tâm thương xót chúng sanh đồng với tâm Phật Dược Sư, cho nên Phật Dược Sư sẽ gia vị tới cho ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Còn đương nhiên trong lúc đó nếu mà ta nghèo, ta không có khả năng mở kho, phải không? Thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái gì của chúng ta có thể bố thí, có thể cúng dường được đó, thì hôm nay ta sẵn lòng thôi. Ta nên một cành hoa cũng được, một chén nước lã cũng xong, nếu chúng ta có tấm lòng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lòng thành của chúng ta, lòng thành chúng ta gửi tới Đức Phật, Phật sẽ chứng. Ta biết đó là Phật đâu có thọ dụng, đâu có ăn, phải không? Tại Phật có cái tự thọ dụng thân, phước đức trí tuệ Ngài đầy đủ rồi. Ngài chỉ cần chúng ta có cái lòng thôi. Ta đã mở kho bố thí cúng dường chúng tăng. Bố thí là cho người nghèo, người khổ. Chúng tăng này nữa là chủ yếu là phàm tăng. Tức là phàm tăng, tức là còn cái thân, còn cái thân tứ đại, cho nên nó cần phải ăn để sống, chứ không ăn thì chết đi. Cho nên cần phải ăn để sống, sống để tu cho đắc đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây nó không nói là cúng Phật mà là cúng tăng. Cho nên cúng tăng là chính. Đây Phật có ăn đâu. Cho nên Phật là tự thọ dụng. Cho nên ở chùa Quy Nghiêm, trên nóc chùa đó, tôi có làm cái bình bát, cái bình bát úp xuống. Bình bát úp xuống tiêu biểu Đức Phật không ăn. Cho nên Đức Phật ở trong cái tỳ lô giá na lô cát đó, tôi để cái bình bát úp xuống. Bình bát úp xuống này là tiêu biểu cho Đức Phật không ăn nữa. Đức Phật có cái tự thọ dụng thân rồi, nhưng mà chúng tăng còn ăn, cho nên chúng ta cúng dường chúng tăng. Cúng dường chúng tăng thì cái này, thì khi mà chúng ta làm như vậy đó, cúng dường chúng tăng rồi lập đàn treo phan tục mạng trước 7 hình tượng của Phật Dược Sư 49 ngày đêm này, liên tục 49 ngày tu. Còn không thì quý vị tuần lễ dược sư thì phải có một tuần lễ. Hoặc là còn ở trong lúc mà nhất thời đó, trong một niệm tâm thì cái này cũng được, cũng có kết quả. Nhưng mà đàn thì ta phải mở một cái khoảng thời gian dài. Đó là trên bước đường tu. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ cái kết quả nó có. Kết quả nó có là gì? Ở trong đó nó có 12 lời nguyện của Ngài, nó ứng vào trong hoàn cảnh của chúng ta.
Tại vì khi ta cầu nguyện, ta nhắm vô cái chỗ đó. Cái cầu nguyện chúng ta đây là gì? Tức là trong đó nó có một cái đó, những người mà họ theo tà đạo đó thì bây giờ họ trở về với chánh đạo, đi theo đường tà trở về đường chính. Cho nên khi ta lập đàn, ta cầu nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy có nhiều người phạm phải những cái sai lầm, sẽ chịu những cái khổ đau, và những người này đó họ sẽ tới, họ quy y với Tam Bảo. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy cái này. Cho nên ta cầu nguyện ứng vô trong cái này, ứng vô chỗ Ngài Dược Sư. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái người mà họ không tốt trên cuộc đời này, họ phạm nhiều cái sai lầm, họ tới với mình chứ, nhắm vô chỗ này. Nếu tất cả mọi người đều tốt hết thì Đức Phật không cần xuất hiện làm gì, phải không? Thế nên trên bước đường tu chúng ta, vì vậy đó mà khi chúng ta tụng dược sư, ta cầu nguyện đó, là cái việc trước nhất là quý vị coi chừng những cái người xấu, những người tội lỗi, những người này họ tới với mình đó, thì nếu mình tụng kinh dược sư thiệt, mình giang tay tế độ đó, thì mình cố gắng mình giúp người này cải tà quy chánh này. Cái việc thứ nhất là chỗ này. Cho nên những người mà phạm phải những cái sai lầm, họ đau khổ nhiều, bây giờ nữa tự nhiên mình tụng dược sư, mình cầu nguyện là nhắm vô cải những cái này, cải nghiệp cho người ta, cho nên tự nhiên người ta tới thôi. Cho nên những người này đó, họ tới với mình, thì những người này họ tới với mình rồi ấy, những cái người mà họ không còn cái xác nữa mà họ chết rồi, họ khổ, những người khổ rồi cũng tới với mình. Cho nên những người sống tới với mình, rồi những người chết cũng tới với mình. Cho nên quý vị lập đàn để mà tụng kinh dược sư, rồi nữa lại làm gì? Tức là thí thực chân tế. Chân tế là nhắm vô gì? Tức là cửu quạnh. Đức Phật nó có 9 cái trường hợp mà chết quan này. Chết quan nên làm quạnh tử. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Thiên tai. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Chín, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Đó là tất cả những cái 9 cái trường hợp mà gọi là quạnh tử. Cho nên khi mà chúng ta lập đàn chẩn tế đó, là ta nhắm vào những người chết quan, là những quạnh tử lang thang ngoài đường, đói khát không có gì. Cho nên ta mở đàn, ta kêu họ để ta tới, ta cúng cho họ ăn, ta cầu nguyện cho họ siêu thoát. Cho nên mỗi lần mà quý vị kêu như vậy đó, thì họ sẽ tới đấy. Người ta gọi là cô hồn người tới đó. Cô hồn người tới đó. Nhưng mà cái cô hồn á, thì nếu mà nó tới, nó thấy chúng ta trang nghiêm thanh tịnh á, thì nó phát tâm quy tâm bảo, nó trở thành hộ trì chánh pháp của tôi. Nhưng mà nếu hay tới đó, trong chùa chúng ta nó không trang nghiêm, không thanh tịnh đó, thì cô hồn là cái bản chất của nó là cô hồn rồi. Cho nên nó sẽ nhập vô người này, nó sẽ dựa vô người kia nữa. Lúc bây giờ phải đánh cãi nhau này, phải cẩn thận quá chứ. Dù mà sao hai cô ni này hồi nào giờ thấy cũng được đó, mà sao bây giờ phát đánh nhau thắng thay vậy? Coi chừng tụi nó. Tại lúc đó nếu mà cái tâm mấy cô mà đồng với tụi nó là tụi nó vô liền tức. Đồng gọi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Cái tâm mình đồng với Phật Dược Sư đó, thì nó thấy mình như là Phật, cho nên nó tới nó lại. Nhưng mà cái tâm mình đồng với nó, đồng với nó có nghĩa là gì? Cái tâm của nó là ghét ganh, cho nên gặp một cô ni nào ghét ganh cái nó chung vô liền tức. Thì như vậy đó, cái cô ni này liền bây giờ biến thành cô hồn mất. Thành biến thành cô hồn rất nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta mở đàn đó, thì chúng ta thấy nếu chúng ta thanh tịnh thì hóa giải được cái quan nghiệp của họ, họ được siêu thoát. Họ siêu thoát thì họ độ ngược trở lại chùa, họ giúp đỡ cho chùa. Nhưng mà không thì cái trường hợp này nó quậy phá, cô hồn thì quậy phá dữ lắm. Đó là ở trên bước đường tôi. Cho nên tôi làm bên chùa Quy Nghiêm ấy, tức là mỗi tháng 2 lần là tôi mời mấy thầy tới cúng giùm. Tôi không có thì giờ cúng, nhưng mà nhờ mấy thầy tới cúng giùm. Và tôi kêu mấy anh này, tôi nói thôi mấy anh mấy chị tới để phụ giúp cho chùa. Mấy anh mấy chị giúp cho chùa, mà họ giúp thiệt.
Cho nên chỉ nhờ mấy người đó thôi, nhờ mấy người mà khuất mày khuất mặt đó. Nhưng mà họ kêu con cháu họ, họ kêu những cái người ăn nên làm ra đó, từ đem trường tới cúng để cho thầy làm chùa. Là đây là trên bước đường tu với kinh nghiệm tôi. Cho nên ở đây cô Thảo nhớ là cứ mỗi tháng cúng cho họ, họ có về đây thì nhớ cúng cho họ nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta siêu độ những người này, đầu tiên là ta cúng thí cho họ ăn. Cho nên cúng thí cho họ ăn nó thêm một cái phần gọi là gia trì thần chú. Cho nên cái gia trì thần chú này để nó biến tất cả những thức ăn ta cúng thành những thức ăn thích hợp với nó. Cho nên tất cả các loại đó, mỗi một loài nó có một cái thức ăn riêng. Cái loài nó có thức ăn riêng, cái nghiệp của nó thức ăn riêng. Cho nên lúc bây giờ nhờ cái gia trì lực của Phật á, mà nó biến cái đồ cúng này của chúng ta ra thành thức ăn riêng cho nó. Nó muốn ăn cái gì có cái đó, có cho nó ăn. Cho nên quý vị không cần cúng gì hết, chỉ có một cái chén gạo, một chén nước, một chén muối thôi. Nhưng mà tất cả các loài này ai cũng có đủ. Còn nếu mà chúng ta muốn thêm nữa thì thôi, có cái gì cũng cái đó đi, trưng bày đi cũng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Kèm theo cái gia trì thần chú đó thì cái này, cái hiệu quả của nó cao lắm. Rồi sau đó, đó nếu mà quý vị tụng kinh, niệm Phật để tiếp độ thì những người này họ đi lên. Mà những người này họ đi lên được rồi nữa thì sao? Tức là con cháu họ ăn nên làm ra, con cháu họ ăn nên làm ra, và họ về đó họ kêu con cháu họ biểu đem tới chùa Bát Võ để cúng cho ni sư đó. Tao nhờ ni sư cầu nguyện mà giờ tao được lên trời rồi đó tụi bay, biết không? Nếu mà nói như vậy đó thì chắc chắn là con cháu nó đem tới nó cúng. Cho nên ni sư khỏi cần đi xin, nhưng mà vẫn có tiền làm chùa như thế. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta thực tế trong cuộc sống đấy. Còn nếu mà nó tới, nó thấy ta lôi thôi quá đó, thì nó nổi giận lên. Tại cô hồn là dễ nổi giận lên. Mà khi nó nổi giận lên rồi đó là nó đọa xuống. Nó đọa nữa. Nó đọa thì bây giờ đó, nó nhìn nó kêu con cháu nó cái bà ni nó dữ lắm. Bà kêu tới ăn mà bà chẳng cho ăn gì hết. Bà cho toàn là lửa, bà đốt tôi phải không? Đây, tay lửa đó là gì? Lửa tham trong lòng nó, lửa sân trong lòng nó, tự đốt nó. Ta đã tự đốt nó mà rồi nó quán lại mình, phải không? Đây là trên bước đường tu. Trên bước đường tu của chúng ta đã nhận kỹ, sai một chút thôi mà cái quả báo không lường trước được. Cho nên đòi hỏi chúng ta đó, thân tâm thanh tịnh để Phật Dược Sư gia bị tới, thì ta biến thành quá thân Phật, nó phát tâm Bồ Đề, nó được no đủ rồi nó được vãng sanh, cái công đức vô lượng. Còn ngược trở lại, chúng ta sai lầm một chút thì biến thành ra lửa tham, lửa sân đốt nó, thành ra nó thù oán chúng ta, nó trở thành oán chùa, ghét chùa này, thì cái này là hại. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, là thứ nhất là chúng ta giải quyết cái vấn đề của mình. Còn lại tất cả những cái khác đó, những cái khác nữa đó, đây gì? Tức là những người bệnh hoạn, những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người khổ đau này, tất cả những cái hoàn cảnh khó trên cuộc đời này, thì bây giờ đó ta tụng kinh Dược Sư này đó, ta cầu Phật Dược Sư gia bị tới cho tất cả những người đó. Tất cả những người mà chúng ta quen đó, ta thấy đó, thì lúc bây giờ đó Phật Dược Sư đã gia bị tới ta, ta thành hóa thân của Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ ta là hóa thân Phật Dược Sư, mà ta nghĩ tới tất cả những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người mà nghèo đói, những người mà khó khăn nữa, hay ta nghĩ tới đâu nữa, thì lúc bây giờ coi như Đức Phật Dược Sư gia bị tới chỗ đó, cho nên người đó họ qua được. Ngay như những người bệnh nặng, những người bệnh nặng mà lúc bây giờ đã nhờ tụng kinh Dược Sư họ khỏe ra, họ khỏi bệnh, cái này cũng có. Ở trong kinh nói rõ cái điều này. Cho nên tôi mong
Hôm nay chúng ta có cái đàn hiệu sư mà tất cả các Phật tử đi về đây đông đủ. Thì cái điều quan trọng nhất là phải giữ cho đúng theo lời Đức Phật dạy. Để rồi nữa, cái đàn chúng ta nó có hiệu quả thực sự để giải quyết tất cả những cái khó khăn của xã hội đương thời của chúng ta, và đồng thời cái khó khăn của toàn cầu. Làm được như vậy đó, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ni sư trụ trì, cho đại chúng và tất cả các Phật tử chúng ta luôn được an lành ở trong chánh pháp. Nam mô Dược Sư Hội Tường Phật Bồ Tát.